Dạ em chào anh Quốc, em chào quý cô chú anh chị đến với nhà vườn mai xuân lê của em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay em có 25 tác phẩm bonsai để gửi đến quý cô chú anh chị. Thì em mong quý cô chú anh chị ủng hộ em ha. Và em xin nhắc lại địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em là 0356731116 ạ. Thì mở đầu video clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam song hình ha. Linh sam song hình zin. Cái cây này thì cái nó có cái đường thân co lắc nè, nó co nhạo rất là khéo cây ha. Củ đế thì nở củ ha. Hàng này hàng nuôi cốt chi nha quý cô chú anh chị, rất là già rồi, xé bánh rất là rõ nét ha. Cây già đã thuần chậu luôn rồi nha quý cô chú anh chị. Đó. Củ đế thì nó quái nữa. Cây này là dáng của nó là bán đổ nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 1Z nha, đặt là mã 1Z. Hoành củ của nó là 30 ạ. Chiều cao của nó là 43. Và hết tán của nó là 96. Thì mã 1Z em xin Zalo với giá là 5.800.000 ạ. 5.800.000. Mã 1Z. Cây này cái form quá trời đẹp. Cái này mà nó ra hoa là hết biết luôn ha quý chú anh chị. Rất là đẹp nha. Linh sam thì nó rất là xiên hoa và nó dễ sống lắm nha quý chú anh chị. Nên mình chơi mình khỏi lo ha. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 2Z ạ. Rồi hồi nãy là một cây dáng bán đổ, thì bây giờ em giới thiệu đây là một cây dáng trực ha. Dáng trực nhưng mà nó cái đường thân nó co lắc nè. Nó co lắc, nó đánh một cái vòng rất là khéo cây ha. Và cây cũng rất là già, đóng rêu trên trên thân luôn rồi ha. Rất là già nha quý cô chú anh chị. Hàng nuôi cốt chi. Cây thuần chậu luôn ạ. Còn cái phơm tán thì thôi mình khỏi chê ha. Coi cái cây nè, cái tán nó quá đẹp luôn nha. Cây này mà nó lên bông thì nó ra tầng tầng lớp lớp luôn nha quý cô chú anh chị. Già lắm. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 2Z ạ. Hoành củ của nó là 37. Hoành thân của nó là 29. Chiều cao của nó là 46. Và cái tán ngang hết tán của nó là 100 ạ. Cái tán ngang của nó 1m nha. Thì mã 2Z này em xin Zalo với giá là 4.200.000 nha. 4.200.000 cho cây linh sam này ạ. 4.200.000 ạ. Cây 2Z. Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 3Z ạ. Mã 3Z là một cây dáng trực, nhưng mà rất là quái nha. Đây, từ đây nó đánh một cái vòng lên nó co ha, nó co quặp lên và ngóc đầu lên. Và những cái chi cành đây nè, nó rất là to ha. Chi cành nó nuôi lâu năm rồi nó mới to như vậy. Nhìn cây rất là lùng lực nha quý cô chú anh chị, rất khéo cây ha. Phơm tàn thì thôi khỏi chê ha. Rất là đầy đặn rồi. Xé bánh rất là đẹp. Hàng thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cây thuần chậu ạ. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 3Z ạ. Hoành thân của nó là 31. Chiều cao của nó là 40. Và tán ngang của nó là 73. Thì mã 3Z em xin Zalo với giá là 4.000.000 ạ. Mã 3Z em xin Zalo với giá là 4.000.000 ạ. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 4Z ạ. Mã 4Z là một cây ổi tàu nha. Cây ổi tàu. Cây này đường thân co lắc coi nó đánh ra nè. Đó. Cốt chi rất là già và cây đang cho trái trên cây luôn nha quý cô chú anh chị, đang cho trái. Còn ở đây là bông ha. Đây là bông. Thì cây này nè, đế nó nở ra nè, nó trải ha. Đó. Cây to già lắm. Thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. 4Z. Rồi, em xin phép đo kích thước cây mã 4Z ạ. Hoành thân của nó là 23.
chiều cao của nó là 45 và tán ngang của nó là 70. Tán ngang là 70. Thì cây mã 4 sách này em xin giao lưu với giá là 2.8 triệu nha. 2.8 triệu mã 4 sách. Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 5 sách ạ. Mã 5 sách thì em cũng xin giới thiệu, cũng đây là một cây ổi tàu luôn ha. Thì cây cũng đang cho trái trên cây rất là nhiều luôn nha quý cô chú anh chị. Đây anh Quốc có thể quay giùm em ha. Đó, trái của nó đây. Rất là nhiều ha. Đó. Thì cái trái của nó rất là thơm nha. Ăn nó chua chua ngọt ngọt, nó rất là thơm nữa. Còn cây này rất là sai trái ạ. Đường thân thì co lắc bay ra ha. Khéo cây. Dạ. Yeah. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 20, chiều cao của nó là 34 và cái tán ngang của nó là 90. Thì mã 5 set em xin giao lưu với giá là 2.8 triệu ạ. Mã 5 set em xin giao lưu với giá là 2.8 triệu. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 6 set ạ. Mã 6 sách là một cây me chua nha quý cô chú anh chị. Cây rất là già luôn. Già và nó có cái cục ở đây rất là quái ha. Hàng nuôi cốt chi nè. Coi nè, già dữ lắm, già rồi. Thần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì cây này lên tiểu cảnh là hết chỗ chơi ha. Rồi em xin phép đo kích thước cây me chua này ạ. Hoành cũ của nó là 47, tán ngang của nó là 62. Thì cây 6 sách này em xin giao lưu với giá là 2.2 triệu nha. Cây me này giá 2.2 triệu. 6 sách. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây 7 sách ạ. Bảy sách là một cây linh sam. Linh sam cái phơm tàn thì rất là già luôn rồi. Đẹp lắm nha quý chú anh chị. Đế nè, trải đều, phơm tàn thì thôi già mịn rồi ha. Cây đã thuần chậu luôn. Cái này mà lên bông cái hàng để bàn là rất là khéo cây. Cốt chi cũng già luôn nha. Rồi em xin phép đo kích thước cây linh sam này ạ. Hoành của nó là 17, chiều cao của nó là 26, tán ngang của nó là 50. Thì mã 7Z này em xin giao lưu với giá là 1.500.000 ạ. 1.500.000 mã 7Z. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 8 sách. Mã 8 sách thì cũng là một cây linh sam ha. Phơm tàn cũng đầy ha. Thần chậu, đế nở cũ, cốt chi già. Thì những cái cây này mình về mình chơi là để bàn trà đồ ha quý chú anh chị. Để bàn trà rất là khéo ạ. Linh sam thì nó ra bông cũng dễ chăm sóc. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 21, chiều cao của nó là 25, tán ngang của nó là 40. Thì mã 8Z này em xin giao lưu với giá là 1.500.000 ạ. 1.500.000 mã 8Z. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 9 sách ạ. Chính sách là một cây trang vàng nha, mẫu đơn vàng. Thì hàng mini để bàn luôn ha, đang cho hoa trên cây. Nó cho hoa cho trái luôn ha quý cô chú anh chị. Đó, lên những cái này nó nở nè. Cái này búp nè, búp nhỏ hơn ha. Cái này cây này là có bông súc luôn á. Em đã lên chậu sẵn, thần chậu luôn nha. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã chính sách. Hoành của nó là 17, chiều cao của nó là 25 và tán ngang của nó là 44. Thì mã chính sách em xin giao lưu với giá là 700.000 nha. 700.000 chính sách. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 10 sách ạ. Mã 10 sách cũng là một cây trang vàng luôn ha. Nếu mà lấy một cặp thì em bớt nha quý chú anh chị. Đó, đang cho hoa trên cây rất là nhiều luôn ha. Hàng thần chậu, đã vô dây sống sẵn hết rồi ha. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 10 sách ạ. Hoành của nó là 15,
chiều cao của nó là 25 và tán ngang của nó là 38. Thì mã 10 sách này em xin Zalo với giá là 700 ngàn nha. 700 ngàn mã 10 sách. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 11 sách ạ. 11 sách là một cây mẫu đơn ha, mẫu đơn đỏ, lá nhỏ. Cây này thì rất là già luôn rồi nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt là tháo dây rồi không có dây luôn ha. Hàng không dây, già dữ lắm. Và cây đang cho nụ hoa trên cây, vừa cho trái vừa cho hoa luôn ha. Nè, cái thân mình nhìn là mình biết nó già cỡ nào rồi. Còn hàng cốt chi nữa nè, nhạo nè. Cây già thì nó cho hoa rất là nhiều và nhìn cái cây nó cằn cỗi hơn ha. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 17 ạ. Chiều cao của nó là 28 và tán ngang của nó là 44. Thì 11 sách này em xin Zalo với giá là 1.800.000 nha, 1.800.000 cho cây mẫu đơn đỏ này ạ. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 12 sách. Ôi cái cây này cái form quá đẹp ha. Cây này là cây dáng trực lắc nha, cũng mẫu đơn đỏ, lá nhỏ. Đây, bông này lên nụ là kín cây nha. Những cái này là mai mốt nó lên bông là nó sẽ bích cái cây này luôn. Bông mẫu đơn đỏ lá nhỏ ha. Đó, hàng thuần chậu, đế nở cũ ha, cốt chi già nè. Đó, rất là già luôn. Viên cây lắm nha quý cô chú anh chị. Đó, liền lạc hết rồi, hầu như không có thẹo nha. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 13, chiều cao của nó là 27 và tán ngang của nó là 43. Thì 12 sách này em xin Zalo với giá là 2.200.000 ạ. 12 sách giá 2.200.000. Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 13 sách. 13 sách là một cây mẫu đơn đỏ luôn ha. Mẫu đơn đỏ, cây này có dáng bay nha quý cô chú anh chị. Dáng bay và đang cho hoa trên cây rất là nhiều ạ. Cây này thì coi nè, cái dàn xương của nó cốt chi rất là già nha. Đó, cốt chi to nữa, già dữ lắm và đang cho hoa trái trên cây luôn. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 14, chiều cao của nó là 20 và tán ngang của nó là 38. Thì mã 13 sách em xin Zalo với giá là 1.500.000 nha. Mã 13 sách em xin Zalo với giá là 1.500.000. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 14 sách ạ. 14 sách là một cây dáng trực lắc ha. Cây đang cho hoa rất là nhiều, đang cho hoa trên cây. Cây nở cũ ha, phần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, đây nụ bông rất là nhiều. Những cây em về là vài bữa nữa lên bông rất là đẹp nha. Còn đây nè, hàng cốt chi là nuôi nè. Đó, nhỏ nhưng mà rất là có duyên. Chứ không phải là nhỏ nhưng mà nhìn không duyên đâu. Rất là duyên cây, dễ thương lắm. 14 sách. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 15, chiều cao của nó là 22 và tán ngang của nó là 34. 14 sách em xin Zalo với giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 cho cây 14 sách. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 15 sách ạ. Hôm nay em nói hơi nhanh là tại vì bên cái bên có đám nha quý cô chú anh chị. Nên em nói nhanh để cho qua clip. Nó hơi ồn. Quý cô chú anh chị có gì thông cảm giùm em ha. Rồi, một cây mai chí thủy lá trung. Cây này thì rất là già. Hàng đi, cốt chi nè. Nuôi này là cũng 2-3 năm rồi ha, nên cây rất là già luôn. Đó, phôm tàn hết chỗ chê luôn. Đó, cây thuần chậu hết. Mã 15 sách, mai chú thủy lá trung. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 20, chiều cao của nó là 27 và tán ngang của nó là 44. Thì mã 15 sách em xin Zalo với giá là 800 nha. 15 sách em xin Zalo với giá là 800. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 16 sách. 16 sách cũng là một cây trực lắc ha. 16 sách là một cây trực lắc. Thì cây này cái phơm tàn nó thì cũng đã mịn kín cây hết ha.
Còn đây hàn cốt chi thì cũng rất là già ha. Đó, và thần chậu hết à. Phơm tàn thì rất là mịn rồi. Rồi em xin phép đo cây mã 16 sách. Hoành của nó là 20, chiều cao của nó là 25 và tán ngang của nó là 45. 16 sách em xin giao lưu với giá là 800 ngàn nha. 800 ngàn cho cây mã 16 sách. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 17 sách ạ. Mười bảy sách là một cây mai chiếu thủy lá trung luôn ha. Cây này thì phong nó hơi cao hơn chút, cũng cốt chi già và phong tàn, phong tàn thì nó đã mịn rồi ha. Đó, mịn kính cây, hàng thuần chậu luôn. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 20, chiều cao là 24 và tán ngang của nó là 43. Mã 17 sách em xin giao lưu với giá là 800 ngàn nha. 17 sách giá 800. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 18 sách. Mười tám sách cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung ha. Cây cũng phơm tàn già, dáng trực lắc ha. Đây, rất là già luôn, dáng trực lắc. Cây này thì đã thuần chậu luôn rồi nha quý chú anh chị, cây đã thuần chậu luôn rồi. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 18 sách ạ. Hoành của nó là 21, chiều cao là 24 và tán ngang của nó là 39. Thì mã 18 sách này em xin giao lưu với giá là 800 ngàn nha. 800 ngàn mã 18 sách. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 19 sách ạ. À. 19 sách là một cây kiều hùng nha. Cây kiều hùng. Nè coi cái bệ đế của nó nè, quái ha, rất là quái và già nữa. Phơm tàn thì mịn rồi, mịn kính cây và thần chậu nha. Hàng nuôi cốc chi đùi cành cũng rất là to luôn. Nở củ quá đẹp luôn nha quý chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành củ của nó là 56, hoành thân của nó là 21, chiều cao của nó là 45 và tán ngang của nó là 60. Thì mã 19 sách em xin giao lưu với giá là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu mã 19 sách. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 20 sách ạ. À. 20 sách cũng là một cây kiều hùng luôn nha quý cô chú anh chị. Cốt cành coi nè, rất là to ha, phơm tàn thì mịn cây rồi và hàng thuần chậu. Củ đế thì rất là nở củ ha. Đặc biệt rất là già cây. Một cây kiều hùng ha, kiều hùng hay gọi là điệp lào mà bông màu hồng á. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 20 sách ạ. Hoành củ của nó là 67, hoành thân của nó là 17, chiều cao của nó là 49 và tán ngang của nó là 69. Thì mã 20 sách em xin giao lưu với giá là 3,5 triệu ạ. 20 sách em xin giao lưu với giá là 3,5 triệu. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 21 sách. 21 sách là em xin giới thiệu đây là một củ cần thăng ha, cần thăng quái. Cây lên phối tượng ha, phối tượng. Củ nè, cái củ to lắm. Rồi, em xin phép đo kích thước cái cây cần thăng này ạ. Hoành củ của nó là 38. Thì cây mã 21 sách này em xin giao lưu với giá là 900 ngàn nha. 900 ngàn mã 21 sách. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 22 sách ạ. Cần thăng. Đây cũng là một cây cần thăng mà cây này dáng đổ ha, dáng thác đổ. Hàng vô chậu rồi ha.
Đó, đổ treo, cây rất là già luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Chiều dài rễ của nó là 45 ha. Chiều dài rễ là 45. Cái tán ngang của nó là 28 ha. Thì cây này mã 22Z em xin Zalo với giá là 900 ngàn nha. Cây này cũng là 900 ngàn luôn ạ. Cần thăng. Rất là già. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 23Z ạ. Zách cũng là một cây linh sam ha, linh sam hàng đế, hàng xếp đế nở cũ ha. Khoan tàn già, thuần chậu. Nhìn cây rất là già luôn nha quý chú anh chị. Hàng này mình để bàn trà rất là khéo cây. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 23Z. Hoành của nó là 18. Hoành 18, chiều cao 25. Tán ngang là 47. Thì mã 23Z em xin Zalo với giá là 1 triệu rưỡi ạ. 23Z giá 1 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 24Z. 24Z cũng là một cây linh sam sông Hinh Zin nha. Cây đang cho phơm tàn rất là đẹp luôn. Hàng thần chậu, đế, hàng xếp đế, nở cũ rất là đẹp ha. Cây cũng để bàn trà. 24Z. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 21. Chiều cao của nó là 26. Tán ngang của nó là 38. Mã 24Z em xin Zalo với giá là 1 triệu rưỡi ạ. 24Z em xin Zalo với giá là 1 triệu rưỡi. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 25Z. Zách là một cây ổi tàu ha. Ổi tàu, cây này thì dáng bay nha quý chú anh chị. Đường thân co quặp rất là khéo cây ha. Và đặc biệt là đang cho trái trên cây rất là nhiều. Do cây già nên trái nó rất là sai nha quý chú anh chị. Trái rất là nhiều luôn. Đó. Những cái trái này nó chín rồi đó, rất là thơm ha. Ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm nha. Cây rất là già, thuần chậu luôn nha quý chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành thân của nó là 17. Cái tán ngang của nó là 81. Tán dài chứ. Chiều dài tán là 81 và tán ngang của nó là 59. Tán ngang 59. Mã 25Z em xin Zalo với giá là 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8 mã 25Z. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 26Z. 26Z. Cây dán thác đổ nha quý chú anh chị. Cây này dán thác đổ thì cũng đang cho trái trên cây rất là nhiều ha. Đó, trái quá trời luôn. Hàng thuần chậu luôn nha quý chú anh chị. Ổi dán thác đổ. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 26Z. Hoành của nó là 13. Chiều cao của nó là 38. Và cái tán hết tán của nó là 80. Thì mã 26Z em xin Zalo với giá là 1 triệu 8 ạ. 26Z giá 1 triệu 8 nha quý chú anh chị. Rồi thì mã 26Z thì kết thúc video clip của em ngày hôm nay ha. Thì mọi chi tiết quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo ha là 0356 731 116 ạ. Rồi em xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt ạ.